Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn móc mẫu ô vuông một màu liền sợi như thế này nha. Nguyên liệu mình sử dụng là len dâu cuộn 100g, sợi 3 mm và kim móc 3.5 mm. Đầu tiên mình sẽ tạo mối móc. Sau đó móc lên 3 mũi bính. Mình sẽ móc mũi dời vào bính đầu tiên vị trí này để tạo thành một vòng tròn. Khoảng trống ở đây sẽ là tâm của vòng tròn được tạo nha. Mình sẽ móc vòng thứ nhất của ô vuông. Đầu tiên mình sẽ móc lên 3 mũi bính. Sau đó móc vào tâm hình tròn 2 mũi kép. Như vậy mình đã được cụm 3 mũi kép, tính luôn 3 mũi bính được móc lên ban đầu ở đây. Tiếp theo mình sẽ móc lên 2 bính. Móc tiếp vào tâm hình tròn 3 mũi kép. Mình được góc vuông thứ nhất được tạo bởi 3 kép, 2 bính và 3 kép. Tiếp theo móc lên 2 mũi bính. Móc tiếp vào tâm hình tròn 3 mũi kép. Mình được góc vuông thứ hai. Tiếp theo 2 bính. Móc vào tâm hình tròn 3 kép. Mình được góc vuông thứ ba. Cuối cùng mình sẽ móc lên 2 bính. Và kết vòng tại mũi bính thứ ba, đếm từ dưới lên, của dãy 3 mũi bính được móc lên ban đầu. Vị trí này, mũi bính thứ ba sẽ gần với chân của mũi móc đầu tiên. Móc vào đây một mũi dời để kết vòng. Tiếp theo mình sẽ móc lên 3 mũi bính để móc tiếp vòng thứ hai. Mình có góc vuông gần với 3 mũi bính ở vị trí này. Và 3 mũi bính ở đây được xem là một mũi móc lại nằm ở vị trí này, hướng về phía bên trái. Nên mình sẽ không móc ngược vào góc vuông ở đây, mà mình sẽ móc tiếp vào góc vuông tiếp theo, cụm 3 kép, 2 bính và 3 kép. Góc vuông tiếp theo cũng móc cụm 3 kép, 2 bính và 3 kép.
Góc vuông tiếp theo, 3 kép, 2 bính và 3 kép. Góc vuông cuối cùng. Thì ở đây mình đã có 3 mũi bính được móc lên ban đầu sẽ được xem là một mũi kép. Do đó mình sẽ móc vào đây 3 kép, 2 bính và 2 kép nha. Cuối cùng mình cũng sẽ kết vòng tại mũi bính thứ ba của dãy 3 mũi bính được móc lên ban đầu này. Vị trí này, móc vào đây một mũi dời để kết vòng. Kết thúc vòng thứ hai. Tiếp theo mình sẽ móc lên 3 mũi bính để móc tiếp vòng thứ ba. Ở vòng thứ ba thì mình có 3 mũi bính ở đây, nằm trong khoảng trống này và 3 mũi bính này được xem là một mũi kép. Mình sẽ móc tiếp vào khoảng trống này 2 mũi kép nữa để được cụm 3 mũi kép nha. Tiếp theo đến góc vuông thì mình cũng sẽ móc vào góc vuông này cụm 3 kép, 2 bính và 3 kép như bình thường. Tiếp theo đến khoảng trống giữa hai góc vuông, mình sẽ tiếp tục móc vào đây cụm 3 kép. Tiếp theo đến góc vuông, móc vào đây cụm 3 kép, 2 bính và 3 kép. Tiếp theo khoảng trống giữa hai góc vuông, móc vào đây cụm 3 kép. Mình sẽ móc tương tự như vậy cho các góc vuông và khoảng trống còn lại đến hết vòng nha. Sau khi móc đến hết vòng, mình cũng sẽ kết vòng tại mũi bính thứ ba từ dưới lên của dãy 3 mũi bính được móc lên ban đầu, vị trí này, móc vào đây một mũi dời để kết vòng. Tiếp theo mình sẽ móc lên 3 mũi bính để móc tiếp vòng thứ tư. Thì ở vòng thứ tư, 3 mũi bính được xem là một mũi móc ở đây, nằm ở vị trí này, nằm về hướng bên trái. Nên mình sẽ không móc ngược lại khoảng trống này và mình sẽ bắt đầu móc vào khoảng trống tiếp theo cụm 3 mũi kép.
Tiếp theo đến góc vuông, mình sẽ móc 3 kép, 2 bính và 3 kép. Tiếp theo, giữa hai góc vuông là hai khoảng trống. Mình sẽ móc vào mỗi khoảng trống 3 kép. Mình sẽ móc tiếp tương tự cho các góc vuông và các khoảng trống còn lại đến hết vòng nha. Ở khoảng trống cuối cùng là khoảng trống có 3 mũi bính được móc lên ban đầu, thì 3 mũi bính này sẽ được xem là một mũi kép. Do đó mình sẽ móc tiếp vào khoảng trống này 2 mũi kép nữa để được cụm 3 mũi kép nha. Và cuối cùng mình cũng sẽ kép vòng tại mũi bính thứ ba từ dưới lên của dãy 3 mũi bính được móc lên ban đầu vị trí này, móc vào đây một mũi dời để kết vòng. Kết thúc vòng thứ tư, tiếp theo mình sẽ móc lên 3 mũi bính để móc tiếp vòng thứ năm. Thì ở vòng thứ năm, 3 mũi bính được xem là một mũi móc ở đây, nằm trong khoảng trống này. Do đó mình sẽ móc tiếp vào khoảng trống này 2 mũi kép nữa để được cụm 3 mũi kép nha. Khoảng trống tiếp theo móc 3 kép. Góc vuông móc cụm 3 kép, 2 bính và 3 kép. Ở mỗi khoảng trống là 3 kép. Ở mỗi góc vuông là cụm 3 kép, 2 bính và 3 kép. Mình sẽ móc như vậy cho đến hết vòng nha. Sau khi móc đến hết vòng, mình cũng sẽ kết vòng tại mũi bính thứ ba từ dưới lên của dãy 3 mũi bính được móc lên ban đầu, vị trí này. Móc vào đây một mũi dời để kết vòng. Mình đã hoàn thành xong 5 vòng móc. Ở các vòng móc tiếp theo, các bạn cũng sẽ móc tương tự như vậy nha. Để kết thúc sản phẩm thì mình sẽ móc lên thêm một mũi bính. Kéo và cắt len. Sợi len thừa này mình sẽ giấu vào mặt sau của sản phẩm nha. Đây là sản phẩm của mình sau khi hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video của mình hữu ích, hãy bấm đăng ký miễn phí bên dưới để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.